Còn tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc, liên tục trong những ngày qua, người dân sống tại đây đã phải đối mặt với một đợt lũ lụt vô cùng tồi tệ. Ước tính có khoảng gần 2 triệu người bị ảnh hưởng từ đợt lũ lụt này. Theo các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, trận lũ lụt đang hoành hành tại tỉnh Hắc Long Giang được cho là nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm qua tại khu vực Đông Bắc. Cho đến nay, thảm họa thiên nhiên này đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong khi đó 14.000 người đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Những cơn mưa lớn triền miên đầy mực nước trên các sông dâng cao vượt mức báo động, nhấn chìm nhiều nhà cửa, nông trại và cầu đường tại khu vực bị ảnh hưởng. Ước tính khoảng 1,07 triệu hecta hoa màu cũng đã bị mất trắng vì lũ lụt. Theo nhà chức trách tỉnh Hắc Long Giang, thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra có thể lên đến 6,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,05 tỷ đô la Mỹ.